Chào anh em, thì nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Thì trên màn hình các bạn đây là ba máy điện thoại, thì cái máy này chúng tôi đã cài đặt phần mềm chỉnh sửa tin nhắn rồi anh em nhé. Thì lưu ý cho anh em thì là tất cả những dòng điện thoại, ví dụ anh em dùng iPhone hay Samsung, Oppo, chúng tôi đều có thể là cài đặt phần mềm được hết cho anh em. Thì vì lý do bảo mật cho công ty thì cũng như là cho anh em nên chúng tôi không lộ phần mềm. Thế anh em nào có nhu cầu tìm hiểu sâu về phần mềm thì anh em kết bạn Zalo 0924384 số 7, thì chúng tôi dùng với số điện thoại duy nhất để giao dịch cho anh em. Đấy, lưu ý cho anh em đấy, thì anh em liên hệ qua số này và mua phần mềm qua số này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em nhé, 0924384 số 7. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp và đồng thời tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng. Để trước khi test đấy, tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Sau đây tôi sẽ dùng cái máy phần mềm đấy, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến máy này anh em nhé. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy đấy. Sau đó tôi sẽ đây anh em này, tin nhắn đến này anh em này đấy, anh em chú ý này đấy, lô 00 nhân 1000 điểm, ví dụ nó không về 00 anh em nhé. Đấy, mà nó lại về con khác đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa đến con 99 này anh em này đấy. Thì đấy là tôi đã chỉnh sửa trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, thì sau đây tôi sẽ gửi một cái nội dung đến cái máy này, rồi tôi để 1-2 phút sau đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ ok lại để 1-2 phút sau đấy, tôi chỉnh sửa. Anh em đợi một lát để tôi gửi nội dung tin nhắn đến anh em nhé. Ok này anh em này. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em nhé. Anh em chú ý là lô 77 nhân 1000 điểm đề 33 anh em nhé, 77 nhân 1000 điểm đề 33. Thì thông thường chủ lô họ sẽ ok lại này. Ok anh này, em nhận được số này. Được số anh này. Đấy. Ok anh em nhé, ok em nhận được số anh. Đấy thì họ ấy gửi lại đấy. Ok đấy, tôi sẽ để 1-2 phút sau đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của phần mềm anh em nhé. Đấy, ví dụ cái đề này anh em này đấy, mình đã đánh 33 mà nó không về, ví dụ đề hôm nay về 22, một lát nữa tôi sẽ chỉnh sửa thành 22 anh em nhé. Đấy, thì với phần mềm này cách sử dụng của nó là cực kỳ đơn giản anh em nhé. Anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt, anh em áp số điện thoại của người muốn chỉnh sửa vào phần mềm, rồi anh em gửi một số nội dung tin nhắn theo ý của anh em. Ví dụ vừa nãy tôi đã làm đấy, tôi đã ghi là lô 77 đề 33 đấy, ví dụ lô 77 đề 33 nó không về, đề nó về 22 đấy, thì một lát sau mình vào phần mềm đấy, mình sẽ sửa thành 22 anh em nhé. Đấy, thì cách sử dụng nó cực kỳ đơn giản thôi. Thì anh em vì cái lý do bảo mật cho anh em đấy, cũng như là cho bên công ty thì tôi không lộ phần mềm, thì anh em cứ kết bạn Zalo 0924384 số 7 đấy, thì chúng tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp phần mềm và test trực tiếp cho anh em. Thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền Nam đấy, thì anh em qua bến xe miền Đông anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp, khu vực miền Bắc thì anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình thì anh em vào cơ sở của chúng tôi anh em cài đặt trực tiếp anh em nhé. Đấy, thì phần mềm này là phần mềm cao cấp và độc quyền của chúng tôi. Đấy, thì anh em nào có sân chơi, tạo sân chơi, anh em sử dụng công nghệ này của chúng tôi, anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy, thì lưu ý cho anh em là với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được. Đấy, thì chúng tôi có đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, xâm nhập máy của anh em và cài đặt cho anh em nhé. Alo à, anh đang bận một chút, một lát nữa anh gọi lại cho em nhé. Đấy, thì là đã qua được 1 phút rồi đấy, 1-2 phút rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi chỉnh sửa cho anh em này. Anh em chú ý khi tôi chỉnh sửa nhé anh em nhé. Thì vừa nãy mình đã ghi là lô 77 đề 33 đấy, mà nó không về 33, nó về 22 này anh em này. Thì sau đây tôi sẽ sửa thành 22 anh em nhé. Đấy, ok này. Anh em chú ý bên máy chủ lô này đấy, không sáng đèn không gì anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, ok. Đấy,
Ok, tôi đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Khi tôi chỉnh sửa, anh em chú ý này, bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở nội dung tin nhắn ra, đấy, xem nó có thành chuẩn thành 22 không anh em nhé. Đây anh em này, đấy, 22 này anh em này, lô 77, đề 33 đã chuyển thành 55 và 22 anh em nhé, cực kỳ là chính xác với công nghệ này. Đấy, thì phần mềm này là phần mềm độc quyền của chúng tôi. Đấy, lưu ý cho anh em liên hệ trực tiếp 0924384 7 anh em nhé, để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cài đặt và cho anh em xem phần mềm trực tiếp. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.